be okay. Hello? Hello? My check. Hold on, let me check my dice. Hello, my check. Hello, my check. Hello, how are you? How are you today? Hello. Hello, nghe rõ không anh em ơi? Hello, everything okay? Hello. Rõ không anh em ơi? Hello chú. Hello. Mighty my musketeer. Hawk was quick. Fireball. Cái này dạo này hot thế nhỉ? Cái này damn, it's bad and long. Cannot stop. Hawk Rider. Okay, let's break cycle. Good game. Time to say good game. Last line. Live video hộ mình đi, mình sẽ tấu hài cho anh em xem. Ok, breakfast, let it check. Breakfast and Mohammed slide. Damn. So, how to win, guys? Say good luck. Tôi lát đời gặp nhau chắc ai cũng biết đối thủ chơi cái gì, tôi toàn thương hiệu. Không. Tại vì là các bạn biết là thời điểm này nó sẵn nó đổi deck nhiều lắm. Đổi deck nhiều lắm. Ừ, đúng rồi đấy, anh em mà khó ngủ cứ phải đến kênh của mình xem livestream. Còn Mai Chim Mai nó khỏe quá anh em ạ, nó trâu quá. Hawk trận bắn vào trụ này, đập vào X-Bow rồi, Earthquake. Chỉ cần vậy nó chả cần công Muta làm gì. Tại vì các bạn biết là trong cái matchup này cũng chả cần thiết phải công Muta. Chả cần rất là đọc Muta. Muta còn không bắn được một lựa đâu. Thì bên kia có Archer, có Skeleton, có đây này chứ. Yes, màu à? À có đấy, để ăn vào chơi đã. Cuối này để mình để trong túi trong nó một tuần rồi. Yes, màu. Yes, màu. This is bad. Nó bị khô lại, nhưng mà ăn vẫn ngon, kiểu dai ấy. Cái này hay mà. Ok, cheese. Tuyết này ngon. Hello, practice. Actually impossible to win breakfast. Impossible. Bốc nguyên một cục luôn đấy chứ lại. Khó. Impossible to win breakfast. Tại là mình chẳng có chơi gì nữa. Ok, let me push ra the next game. Don't worry.
Tại vì là mình cũng đã có nhiều lúc mà mình đã nói chuyện với mọi người là mình đã rất là lâu rồi, từ cách đây thì phải nói là cách đây đâu đó khoảng 10 năm về đây, tức là thời điểm mà mình đã đi học đại học. Mình chỉ chơi một game, sau một game đấy mình sẽ chơi một game khác mà không bao giờ chơi game thứ hai. Tức là kiểu cày cuốc ạ. Mút bàng thôi được không ạ? Mút bàng đã. Mút bàng á, các bạn muốn làm mút bàng thì các bạn phải có một cái background nó ngon ngon một chút. Thứ hai là có camera nó cận cận thì làm cái mút bàng nó hợp lý. Thêm với hơn nữa là trong cái phòng nó gọi là nó bị nó cách âm ấy. Cái phòng mình đó các bạn nghe có tiếng là xe máy bên ngoài thì làm sao mà gọi là cái mà làm mút bàng được. Ok, let me push ladder next game. Don't worry. Just me. Stay here and enjoy my my game. Today I will try top 1 local Việt Nam. Don't worry. Đúng, game này là tốn ít thời gian. Tuy nhiên thì có một cái điều đó là không biết là cái tính của mình hay là cái kiểu của mình ấy, tức là mình đã chơi một cái gì đấy mình chỉ chơi đúng một cái. Khi nào mà cảm giác như giờ không còn ai chơi hay là chán rồi thì mới chuyển sang game khác. Ngày xưa không biết các bạn chơi game trên PC là game gì, nhưng ngày xưa mình bắt đầu biết về PC ấy là cái thời 2006. Vậy đi còn lại hết mùa nhỉ. Anh sợ là thứ hai rảnh không lại qua cho anh chơi. Nhưng mà sợ Tú lại về quê nhỉ. Anh cũng chẳng biết là có livestream được không đây. Vì là ở quê đợt này 129 mà phải có nhiều việc. Đấy, đang nói cái chuyện bảo là từ đang nói cái chuyện bảo là ngày xưa từ 2006 2007 là bắt đầu mình bắt đầu mình làm biết dùng PC ấy, thì bắt đầu chơi cái game kiểu mới đầu tiên là MU này, Half-Life. Cứ sau mỗi game thì mình sẽ chuyển nha, mình không chơi hai game cùng một lúc đâu, mình không gần như không chơi ba game cùng một lúc. Sau đấy là đột kích, sau đấy là Gunny. Không, ngày xưa là Gunmo nhưng mình chơi không hay. Sau đấy Gunny. Ok, lại check bad fat thôi. Oh my god, really? So fucking bad fat also crazy. Em Bomb biết chết lâu rồi, Bomb biết kiểu là đánh chơi không có giải đấu, đánh chán thấy mẹ. Anh chơi từ COC sang là lúc đấy cảm thấy COC cày cuốc hơn nhiều. Thực ra COC anh thấy có một cái điểm nó không hay, đó là cái việc mà nó hồi what the fuck minor earthquake là cái điểm là sau một trận đấu các bạn mang quân đi, cho dù là có đánh hay không vẫn còn bao nhiêu quân thì các bạn cũng phải reset lại và xin lại quân lại bình từ đầu. Đó là một cái mình không thích nên là thôi mình sau đây mình nghỉ. Vừa chắc 20 phút trước vẫn ăn hai sao cổ à? Ui giời ơi, snip rồi đấy. Snip rồi. Đúng rồi, giờ thực ra cộng đồng của họ nó lâu, còn đã tồn tại lâu lắm rồi. Ví dụ nhá, các bạn chỉ cần nhá. Ngày xưa ví dụ nhá, độ khoảng 200.000 người đi, thì bây giờ chỉ cần độ khoảng 1% thôi. 1% của 200.000 người là bao nhiêu? Tầm 2.000 người. 2.000 người là quá nhiều. Trong khi các bạn cơ Clarion bây giờ hiện tại có bao nhiêu, ít quá. Không, quân không đánh thì nó vẫn còn, nhưng mà quân đánh ấy, tức là thả đã đánh rồi thì mất quân đúng không? Đó là cái điểm anh không thích. Là phải xin lại từ đầu. Mà đợi nó lâu ấy. Không biết là nó có rút ngắn thời gian trong cái update sau này không, nhưng mà hồi trước anh nhớ là cứ tất cả mang quân đi đánh còn dư lại bao nhiêu là cũng phải mất hết. Còn sao không giống kiểu là còn quân vẫn còn tồn tại sau trận đấu ấy. Oh my god, double minor. đúng. Hôm mình có kể cho bạn một cái kỷ niệm mình bán một cái con iPad cho một ông. Nhưng mà sau đấy là cái kèo đấy cũng không mua iPad của mình. Ông kỳ kèo với cạnh. Đó là mình bán con iPad Pro 2018 cho một cái ông ở bảo là ông ấy là ở bên Úc. Ngày xưa ông chơi rất nhiều COC và trong cái arc của đúng là trong cái arc của ông ấy có rất nhiều cái arc COC luôn, kinh khủng. Cái arc COC của ông ta nó khoảng mười mấy cái. Lúc mà ông nó show cho mình xem
vãi. À đúng rồi, hồi trước là mất Ellie à, đối tác đúng không? Nói chung là sau cái thời điểm ấy damage double miner. Ok, let's have a cycle fireball. Good idea. Last faster. Oh, we need lock. Okay, the fireball is locked. Good. Last lock and fireball coming. Congratulations, Belfast. Wow, amazing. The last fireball coming. Good. I five berries. And the last fireball. Axel bây giờ bán được hơn giá hơn à? Correct. Mohammed Lion. Okay, let's see the skill. Oh, have you ever played a Muji Chan? Thanks. Oh, never. Because you know the different level, he and high and medium to low. So what's the matchup? What do you think about Wu Wei? Yamate. Come on, man. You're playing next. Oh no, I'm playing next deck. It's not next. No idea, bro. No idea. Tsunami ability? No way. Yamate! The last five bone! No! So close! Gặp bố đây rồi. À đi con. À, chơi xong game là phải lau cái màn hình đi, không ướt quá. Tay của mình nó ra mồ hôi là mình
kinh không? Gặp bố thì con, mà gọi bố thì mình bố phải quỳ xuống mới xin. À, Mohamed lại với Jonas này. Ôi giời ơi, Jonas gặp cái deck này thì Jonas như cá gặp nước rồi. Một bình A chưa quên mà defend clone thì hơi căng nhỉ. Ủa cái bác Susano này ngày mai làm mấy giờ mà sau giờ này vẫn còn ngồi xem stream này, chết thật đấy chứ. Em làm chiều nên là em không sợ lắm. Sáng mai cũng 7 giờ vậy dậy làm việc một chút xong lại ngủ đến tầm 10 giờ. Đúng, chuẩn. Nếu mà không có trade đồ thì với lại không có building gì hơi khó. Nhưng mà đúng là gặp trời ơi, gặp mình đây rồi. Thoát cao tờ đây rồi. Đánh ladder mà trên stream này cứ đánh từ từ thôi, đánh bình tĩnh. Đừng có đánh nhanh quá, đánh la vào cái vòng lao lý đấy. Là tụt rất là đít ngay. Nhưng mà phải nói là thằng Mohamed Sly đánh rất khôn nha. Nó rất khôn bởi vì nó spam cái thẻ bài rất chuẩn luôn. Các bạn nhìn không? Thủ rất chuẩn. Cái khủng đấy, không phải chưa bao giờ mình đánh giá thấp Mohamed Sly nên là mình gọi là thôi Clash Royale thì đổi thành Momo Royale cho đúng chuẩn luôn. Các bạn nhìn spam nhá, cái khủng. Trận này là sniff fail đấy. Thế cũng là earthquake. Nhưng mà cũng đến lúc một lúc nào đấy là cũng chỉ chảy ra quần thôi. Flying machine. Ok. Sợ earthquake cycle à? Zip. Oh my god, Archer Queen still alive. Damn. Ok, one more turn on ability. Chuẩn, nó không thả bừa đâu, không bao giờ thả bừa đâu. Nó tính Eli dùng rất kỹ luôn. Mặc dù cái anh này khá counter đấy, nhưng mà nó cũng cầm cự đến tận hơn 3 phút rưỡi, gần 4 phút. Thì phải nói là kinh khủng đấy.